Thì tới phần này Ứng sẽ chia sẻ cho các bạn rõ hơn về cơ hội nghề nghiệp ở agency. Thì các bạn có thể hiểu cơ hội nghề nghiệp ở đây có nghĩa là tình hình tuyển dụng ở thời điểm hiện tại của agency đang như thế nào, những cái khó khăn cũng như là những cơ hội khi mà các bạn chọn bắt đầu cái nghề nghiệp của mình của digital marketing ở agency side thì sẽ như thế nào. Và cuối cùng là khi mà mình chọn agency rồi thì tôi cũng chia sẻ thêm là những cái tố chất cũng như là kỹ năng mà các bạn cần phải có trong cái phần này. Rồi thì đầu tiên tôi sẽ chia sẻ về cơ hội nghề nghiệp. Thì đối với cơ hội nghề nghiệp ở agency ở thời điểm hiện tại á, thì tôi nghĩ nó là một cái cơ hội nó khá là lớn, bởi vì đa số tất cả các agency hầu như tuần nào cũng có tuyển dụng, từ agency nhỏ nhất cho tới agency lớn nhất, hầu như tất cả các vị trí của tất cả các phòng ban đều có tuyển dụng hết. Thì tôi nghĩ đó là một trong những cái cơ hội nghề nghiệp rất là lớn cho các bạn. Nếu mà các bạn nào muốn muốn bắt đầu cái cơ hội nghề nghiệp của mình về digital marketing á, agency, thì tôi nghĩ là nó sẽ không có thiếu cơ hội cho các bạn đâu. Ví dụ như các bạn rớt ở công ty này rồi thì các bạn sẽ xin ở những công ty khác. Thì tôi nghĩ là khi mà mình phỏng vấn càng nhiều rồi thì mình sẽ có càng nhiều kinh nghiệm, cũng như là mình sẽ thấy được là mình đang thiếu những kiến thức nào để mà mình có thể mình chọn cái vị trí nó phù hợp hơn cho những cái buổi phỏng vấn tiếp theo. Về khó khăn cũng như cơ hội thì tôi nghĩ là cái khó khăn lớn nhất ở agency tôi nghĩ là thường á, bởi vì agency mình sẽ dạng kiểu là mình ăn liền, cho nên là khi các bạn vô thì các bạn sẽ phải bắt nhịp với công việc nó khá là nhanh. Ví dụ như là những công việc bình thường thì các bạn sẽ có một cái khoảng thời gian tôi nghĩ là đâu đó khoảng 2 tuần cho tới 1 tháng để mà các bạn có thể làm quen với công việc đó. Nhưng mà agency ví dụ như là ngày có thể là ngày đầu tiên đi làm là 9-10 giờ các bạn mới về, không có nhiều là vậy. Thì thật sự ra là Tuấn đã trải nghiệm những cái trường hợp đó khá là nhiều rồi, tức là những cái bạn mà nhân viên mới Tuấn tuyển vào á, thì Tuấn nói là thôi ngày đầu tiên mình về sớm đi, nhưng mà tới 6 giờ các có một cái brief rất là gấp của khách hàng, thì đó các bạn đã phải ở lại để mà giải quyết cái brief đó cho nó xong. Thì tôi nghĩ là cái khó khăn ở đây có nghĩa là cái áp lực mà khi mình làm ở agency thì thường khi các bạn mới chăm in vào trong cái nghề này nó sẽ làm cho các bạn một cái cảm giác là các bạn phải bỏ rất là nhiều sức lực ra để mà làm một cái gì đó. Về mặt cơ hội thì tuy nhiên những cái khó khăn thách thức á, nếu mà mình có thể vượt qua được nó, mình có thể nghĩ đó là một trong những cái gọi là những cái bài học, những cái để mà giúp mình thấy được những cái thiếu sót của bản thân, thì nó sẽ là cái cơ hội để mà mình có thể mình vươn lên nó một cách nó nhanh hơn. Tôi nghĩ là cái cơ hội này thì nó khá là lớn, bởi vì nếu mà mình có thể thể hiện được cái thế mạnh của mình thể hiện được cái sự quyết tâm của mình, thì tôi nghĩ là các bạn có thể đi rất là nhanh. Ví dụ như bình thường đó là những nghề khác hoặc những cái ngành khác là các bạn cần ví dụ như là một năm, tức là nó sẽ phải theo quy trình, tức là mỗi năm mình sẽ có những cái buổi review lại với nhau, nhưng mà ở agency thì nó sẽ khác. Ví dụ như là có thể là sếp bạn nói là một năm, nhưng mà thực ra nó mà 5 tháng, 6 tháng mà bạn có thể thể hiện được cái kỹ năng của bạn, thể hiện được cái quyết tâm của bạn, thì cái cơ hội thăng tiến của bạn nó cũng có. Tức là cái cơ hội thăng tiến ở agency nó rất là rộng lớn, nó tức là nó sẽ được ghi nhận ngay lập tức tại cái thời điểm mà bạn có thể cho người ta thấy được cái tiềm kỹ năng của bạn. Về tố chất thì tôi nghĩ là ba cái tố chất khi mà các bạn làm agency mà các bạn cần phải có, nghĩa là thứ nhất đó là phải chịu được áp lực rất là lớn, bởi vì agency á là mọi thứ nó sẽ không có, mình lúc nào mình cũng sẽ nghĩ trong đầu là mình đi làm sẽ có quy trình. Nhưng mà thực ra là cái quy trình agency là vẽ ra là chỉ có quy trình thôi. Khi mà có brief gấp hay là khi mà có những cái gọi là unexpected, có nghĩa là nó xảy ra không như ý muốn của mình, thì mình sẽ phải linh động để mình xử lý công việc đó, thì nó sẽ khá, tức là nó sẽ tạo cho mình một cái áp lực khá là lớn. Thì tố chất đầu tiên là mình phải chịu được một cái áp lực cực kỳ lớn. Các bạn nghĩ là cái áp lực đó, khi mà Tuấn hỏi câu hỏi đó thì đa số bạn nào cũng trả lời bốn em chịu được áp lực rất là lớn, nhưng mà thường khi mà các bạn vô trong đó khoảng chừng một tuần hai tuần là bắt các bạn ao hết, các bạn ao hoàn toàn luôn, tại vì các bạn không nghĩ là cái áp lực nó lớn tới cái mức như vậy. Bởi vì các bạn có thể hiểu ha, digital có nghĩa là nó chạy liên tục,
mà khi mà mình không có một cái hành động gọi là quick action, tức là mình hành động thật là nhanh để mình giải quyết cái vấn đề, thì cái vấn đề nó sẽ lớn ra hơn, nó không có đơn giản kiểu như vậy. À, rồi cái thứ hai nữa là cái tố chất nữa là các bạn luôn phải moving forward. Moving forward ở đây nghĩa là gì? Có nghĩa là các bạn luôn phải cập nhật những cái kiến thức mới nhất của cái ngành này, bởi vì nó rất là nhanh. Mỗi ngày các bạn ngủ dậy thì thế giới digital marketing nó đã có những cái thay đổi rất là lớn rồi. Và cái thứ ba nữa tôi nghĩ là quan trọng nhất nữa là về teamwork. Bởi vì khi các bạn làm ở trong digital marketing á, mình sẽ làm việc với rất rất nhiều điểm chạm. Cái điểm chạm ở đây có nghĩa là mình làm việc với rất nhiều con người. Những người cùng làm việc với mình ở trong phòng ban này, tại vì mình không thể nào mình tách cái phòng ban của mình so với những phòng ban khác, thì nó sẽ liên kết lại với nhau. Chưa kể là mình sẽ làm việc với lại những cái outsourcing ở ngoài nữa, tức là agency, outsource ra cho agency. Đó, rồi mình làm việc với lại khách hàng nữa. Đó, cho nên cái việc mà gọi là teamwork nó sẽ khá là quan trọng ha. Rồi cái về mặt kỹ năng thì kỹ năng ở agency nó nghĩ là thứ nhất là nhanh, thứ hai nữa là phải có khả năng đọc hiểu. Đọc hiểu ở đây là đọc hiểu về mặt con số. Tại vì tôi nghĩ là mình làm bất kỳ công việc nào, kỹ năng đọc hiểu con số nó rất là quan trọng. Nhưng mà đối với ngành quảng cáo của mình thì nó sẽ còn quan trọng hơn. Bởi vì những cái con số trong ngành quảng cáo nó sẽ thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ như là cái con số về người đọc bài của team PR đi, tức là PR thì sẽ có số lượng người đọc bài viết đó. Nhưng mà ở social thì sẽ có số lượng người tương tác. Đó, ở media thì là số người ta click vào quảng cáo. Tức là cái con số ở digital marketing ấy, nó sẽ thể hiện ở dưới nhiều cái hình dạng, định dạng khác nhau. Vậy thì cái khả năng của một người mà cái kỹ năng ấy, mà của một người làm digital marketing ấy, họ cần phải làm sao để mà có thể tổng hợp lại tất cả những con số đó dưới cùng một định dạng. Để mình đưa ra được một cái gọi là cái nhận định và cái kiến nghị cho khách hàng. Sau khi mà mình đã chạy xong cái dự án đó rồi, mình có được những con số đó rồi, mình có những cái nhận định nó mang lại giá trị cho khách hàng về mặt business, về mặt kinh doanh thì đó là những cái chia sẻ về mặt cơ hội nghề nghiệp, khó khăn cơ hội, tố chất và những cái kỹ năng mà các bạn cần có. Thì đó là tất cả những cái chia sẻ của Tuấn về cơ hội nghề nghiệp, những cái khó khăn, cơ hội cũng như là tố chất và kỹ năng mà các bạn cần có nếu mà các bạn chọn agency side sẽ là một cái nơi mà các bạn bắt đầu cho cái sự nghiệp digital marketing của mình. Vậy thì là đó là những cái ở agency. Vậy thì ở client side thì mình sẽ có những cái cơ hội nào, có những cái khó khăn cũng như là những cái tố chất và kỹ năng nào mà các bạn cần để các bạn có thể bắt đầu cái công việc digital marketing của mình ở client side, thì chắc nhờ Vi chia sẻ thêm cho các bạn rõ hơn về cái phần này ha. Thì thật ra là cái cơ hội nghề nghiệp của digital marketing tại client nó cũng rộng mở và đón chào các bạn như tại agency thôi. Bản chất mình vẫn biết là hiện tại thì có rất là nhiều agency làm việc, và client thì họ có team in-house và họ cũng có thể booking thêm agency để làm. Tuy nhiên thì bản chất một agency họ cũng cần phải hiểu rõ khách hàng của mình, và họ cần phải biết được rằng là khách hàng của họ cần gì và họ có gì nữa. Nên là cho dù là có team in-house hay là không có team in-house đi chăng nữa thì digital marketing nó vẫn là một cái cơ hội và vẫn là một team cần phải có trong một cái tổ chức bộ máy của một client. Và chính vì vậy thì cái cơ hội nghề nghiệp cho các bạn khi mà các bạn enroll vào trong các client để làm việc thì nó cũng rộng mở và cũng có rất là nhiều các cơ hội để các bạn có thể phát triển tại đó. Thì Vi thấy nó cũng tương tự như cách tuyển dụng của agency thôi, cũng mỗi tuần là sẽ có một công ty có vài vị trí. Tuy nhiên thì nó sẽ có những khó khăn như sau. Thì các bạn sẽ cảm thấy khi mà mình bước chân vào làm digital marketing tại client á, thì Vi nghĩ là nếu như mà những bạn nào mà đã từng làm agency rồi, khi mà bước chân qua client á, thì sẽ hơi gặp một chút xíu khó khăn. Đầu tiên là bị hơi ngợp một chút. Tại vì là các bạn khi mà đã làm ở agency rồi, các bạn sẽ làm một đầu việc chuyên sâu, một công việc chuyên sâu. Thì khi mà qua client á, thì các bạn có thể gặp những cái khó khăn như là bạn sẽ
phải làm cùng một lúc nhiều đầu việc khác nhau. Vẫn là ở trong digital marketing thôi, nhưng mà các bạn có thể làm nhiều channel, ví dụ như vừa làm fanpage, vừa làm Instagram, hoặc là vừa làm cả website chẳng hạn đó. Thì các bạn ở agency qua các bạn sẽ cảm thấy hơi bị ngợp là cái đầu tiên. Cái thứ hai là cái giống như anh Tuấn có chia sẻ là về cái khả năng đọc số. Thì Vi nghĩ là các bạn làm ở agency thì cũng đã có một ít cái kỹ năng về số liệu rồi. Tuy nhiên thì khi qua làm việc tại Lion thì cái việc mà bạn tiếp xúc với những con số đó nó còn nhiều hơn nữa. Tại vì từ nhiều kênh khác nhau đổ nguồn data về, thành thử ra là nhìn vào số các bạn không biết tổng hợp nó như thế nào và những con số đó nói lên điều gì, thì sẽ khiến cho các bạn phải rèn luyện thêm những cái kỹ năng, những cái tố chất là làm cách nào để mình tổng hợp được những con số đó và con số đó nó nói lên điều gì, nó có giúp ích được mình hay không. Thì đó là khó khăn. Và còn cơ hội thì Vi nghĩ là nó vì là một client họ đã có những cái process cho một công việc rồi, nên là khi mà các bạn bước chân vào làm việc tại client, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm là mình vẫn có thể thăng tiến, mình vẫn có những cái bước đi lên như thế nào đó, chứ hoàn toàn không phải là chỉ làm riêng một công việc đó rồi qua một thời gian, qua một năm hai năm thì mình vẫn mãi ở vị trí đó. Và vậy thì cần phải có một cái tố chất gì khi mà các bạn làm việc tại client? Tôi nghĩ đó là sự linh hoạt. Bản chất là nó cũng tương tự những cái tố chất khi mà mình cần phải làm việc tại agency thôi. Nhưng mà Vi nghĩ hai tố chất quan trọng nhất là đầu tiên là sự linh hoạt. Bạn cần phải có sự linh hoạt khi mà làm việc tại Lion. Đó là bạn sẽ phải linh hoạt làm việc giữa tất cả các kênh với nhau và thích ứng với cái công việc đó. Ví dụ như ngày hôm nay sản phẩm của bạn chỉ chạy ở trên Facebook Marketing thôi. Tuy nhiên thì khi mà có một cái trend TikTok hoặc là cái trend về e-commerce thì bắt buộc sản phẩm của bạn phải xuất hiện trên những cái kênh đó, thì bạn cần phải linh hoạt và thích ứng với cái sự thay đổi của môi trường hiện tại để mà cái thương hiệu của bạn có thể xuất hiện trên những cái trend đó. Thì đó là cái tố chất đầu tiên. Và cái tố chất thứ hai Vi nghĩ nó cũng sẽ là teamwork. Bản chất là tại Lion thì các bạn vẫn có những team khác nhau chứ không phải là chỉ có một mình một team, nhưng mà không có phân chia ra nhiều vị trí như là tại agency. Tuy nhiên thì các bạn khi mà làm tại Lion đó, các bạn không chỉ là chỉ có team digital marketing mà sẽ có những team như là team chăm sóc khách hàng nè, hoặc là team trade marketing là những bạn làm việc tại cửa hàng, về marketing cửa hàng, hoặc là có những bạn, hoặc là team sale chẳng hạn. Thì tất cả những cái team đó các bạn đều cần phải làm việc với họ như là một teamwork để có thể hiểu được là hành vi của khách hàng là gì và khách hàng của các bạn họ cần những cái gì để mà có thể đưa ra cái chiến lược marketing một cách tốt nhất. Thì đó là tất cả những cái nội dung mà Vi và Tuấn chia sẻ với các bạn về một cái nhìn một cách tổng quan nhất digital marketing tại agency và side và tại client side nó có sự khác biệt nhau như thế nào. Thì Vi hy vọng là với những cái nội dung chia sẻ như trên thì có thể giúp các bạn có một cái nhìn mới về digital marketing, chứ không phải như lúc đầu Vi chia sẻ là digital marketing là bị hiểu lầm là một nhân viên trẻ thôi ha. Thì những cái kỹ năng và tố chất mà các bạn cần có ở khi mà làm digital marketing thì Vi và anh Tuấn cũng có chia sẻ thêm rồi. Các bạn hãy cố gắng trau dồi thêm những kiến thức cũng như là cập nhật những cái trend mới nhất của marketing để có thể giữ vững cho mình một cái kiến thức để mà mình tự tin apply vào một cái công ty nào đó. Và nếu như mà các bạn vẫn chưa có tìm được những cái kiến thức đó ở đâu thì các bạn có thể tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau, hoặc là có thể tìm thêm những khóa học như là những cái khóa học tại M Academy chẳng hạn, để mà bổ sung thêm những cái kiến thức, những cái kỹ năng, những cái tố chất cho mình để mà mình tự tin bước vào nghề digital marketing. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.